Thôi em vẫn quay cho anh cái chấm này, lướt qua một lần này cho anh dễ nhớ, hoặc anh xem nó có cần thêm cái gì thêm. Đó, thì là em cũng quay ra ra để vẫn làm như thế. Đấy, em vừa chỉnh cái này rồi em mới nhớ, mà thôi quay cho anh luôn, nó khác một cái chân chân cái ảnh này thôi. Đấy, với cả cái áo sáng ấy, nó bắt đầu em đi vào, bắt đầu vào chi tiết thì cũng vẫn như các ảnh thôi, thì mình có thể làm theo từng bước. Ví dụ như mà mình quen quen rồi thì mình có thể mình thích làm bước nào trước thì mình làm, cái đấy cũng không quan trọng lắm. Đấy, miễn là sao ra bức ảnh đẹp là được. Nhưng mà cái bước chấm, nhiều người thì thích chấm trước. Đấy, xong rồi nắn xong. Đấy, nó nhiều kiểu. Em thì là cũng lắm lúc cũng ấy mà, thích cái là thích chỗ nào thì mình làm trước. Mình làm như em bao giờ em cũng màu mè, em xong hết rồi em bắt đầu em mới đi vào chi tiết. Chi tiết xong hết rồi mà thấy màu vẫn chưa ổn thì em mới tốt lại màu lần nữa. Đó. Của em là cứ phải chỉnh màu hết, nắn như xong hết bắt đầu em mới chuyển sang làm da. Đấy, bao giờ xong hết rồi thì mình muốn cái của mình nó thêm tháp gì đó thì mình thêm tháp vào. Xử lý phần môi trước cho đỡ lè lạch ghê quá. Sẽ để 0.2 căn chân B giảm màu cho em nhé, giảm vừa nhé, chuyển sang màu đỏ này, giảm cho sáng lên từ 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 lên màu đậm đậm. Căn chân B giảm chút đi nhé. Đó, ok, cho phần viền trên lại thêm một chút xíu nữa. Ok, nhớ phần mũi nhé, phần mũi chấm là như em bảo đó. Sẽ nắn đấy, nắn nhớ cách em nói chưa, cho to cái vòng phần vữa tóc vào phần vòng tròn này kéo ra. Đó. Má dầu môi này trượt cân. Cái môi này thì mình kéo quá sẽ bị mờ, mình xử lý ít. Đấy, chỉ vai của dầu, vai của dầu này vai vuông cũng đẹp đấy, nhưng mà nhìn hơi thô tí. Mặt chú rể này rất khó làm đấy, em thấy mặt chú rể rất khó làm, thì mình làm phát là mặt chú rể hiện sưng lên ngay, chấm mắt sưng lên luôn, tại anh đánh đèn nó không đều, nó đều. Cái này kệ, chắc cái này xử lý thì nó sẽ bị mờ ngay nên là không xử lý nữa. Đấy, phần phông viền này mình để 150, đưa cho nó đều cái từ dưới lên.
Ok, xong phần nắn. Ra thì em đã chỉ rồi, ra thì làm thế. Đây là phần bọc mắt thì không cần. Tự động. Động màu á. Không tác dụng lắm. Cách xử lý da em cũng thích cái xử lý kiểu này hơn. Mình sẽ xử lý những cái này đi thì lúc mình đây này, những cái phần này nó bị mờ này. Thế không? Thì mình sẽ tăng nét cho lên một chút để giống màu da. Thì lúc mình chạy mịn thì nó sẽ không bị bệt quá. Răng của dầu nó chấm xuống một tí. Đen đen. Sẽ vơi qua. Sẽ vơi là xong. Bây giờ sang set 3. Mình vẫn làm công thức cũ là mình nhân một lớp lên. Nhân một lớp lên xong chạy mịn. Khử noi trước nhá, vì đây là bức ảnh này bị rất nhiều noi nên mình khử noi trước. Lên ngủ trước đi. Lên ngủ trước đi, bố làm xong đã. Mình sẽ khử nó hết đi ạ, cũng như cái trước. Cái này thì em sẽ tăng cho em phần subway này lên này, đấy là công chat lên. Đó.
chính ra mà nó không nhiều no như này thì mà ta sẽ đẹp hơn. Để đến thử khách khác cho nó xuất xong nào. Ok, em sẽ thử cách một cách khác nữa nhá. Bây giờ em phải vẫn để cái lớp này, vẫn để cái lớp chạy mịn này, em nhân black brown lên này. Đấy, để lấy nguyên cái phần phần mặt thôi. Đấy, ví dụ phần mặt trong mặt này. Đấy, nguyên phần trong mặt là của chú rể nhá. Cái phần mặt này đặt freezer 10, nhân lớp x brown này lên này. X brown này là mình vừa nhân được cái lớp brown 1 lên thành một brown, x brown copy này. Xong đẩy lên trên này. Đấy, đấy, mình sẽ ra một lớp cũ. Bây giờ mình sẽ quay lại bước chỉnh làm mịn của cái bông hoa này. Mình sẽ nhìn qua đây, mình sẽ nhìn qua, đóng tất cả lại đi, đóng tất cả lại, để lại lớp background này để làm mẫu. Mình sẽ chỉnh đến đây thì nó sẽ không bị mờ như kia. Đó, bây giờ để phần 2 này, mình sẽ để phần nào mà mình thích nhất thì mình để lại, nó tương xứng đẹp thì mình để lại. Mình đang được 3, 4, xong 5 này. Năm này sợ mịn quá, nó nhiều noi quá. Em thử cái hai nhá. Ok, thử cái hai đi. Ok, bây giờ đợi chạy xong nhá. Anh nhớ cái lớp 1 là lớp 2 này, lớp 2 lớp gì chưa? Lớp 2 là lớp big brown của cái phần này. Lớp 1, cái lớp 1 này làm phần chạy mịn xong hết này. Đấy, lớp brown này là của cái lớp 2 này là của big brown. Và mình bắt đầu mình khoanh ra để chạy nguyên mặt không. Bây giờ anh cần control, giữ control kích thẳng vào cái lớp 2 này. Rồi rồi đóng mắt cái lớp, đóng mắt lớp 2 lại. Nhân lớp big brown lúc chạy mịn lên. Đó. Nhân lên. Cho lên trên. Đấy, thì mình ta sẽ được một cái lớp mịn khác này. Anh thấy chưa? Lớp mịn này là mịn, lớp mịn sần này. Đấy. Xong bây giờ chúng ta sẽ chạy mịn thử noi của cái lớp này, lớp 3 này lên. Lớp 2 bây giờ không còn tác dụng nữa nhá. Còn lớp 2 đi này. Cái lớp 3 còn tác dụng này. Đó. Nhưng mà bây giờ mình vào đây thì nó sẽ bị phần viền nó phần viền nó sẽ bị mờ đây. Anh thấy chưa? Đấy, đây này, anh nhìn nhá. Đây này. Bây giờ mình sẽ nhân thử một lớp lên. Đấy, ví dụ trong một lớp này nhá, đây có 3-4 lớp. Và mình sẽ nhân một cái lớp liên kết tất cả những cái này lại mà bốn cái lớp này không bị ảnh hưởng gì hết. Ctrl Shift Alt E. Đó. Ctrl Shift Alt E, ấn liền bộ ấn Ctrl này. Shift này. Alt này, xong rồi giữ 3 nút xong ấn nút E thì nó ra một lớp này. Đó. Bây giờ mình sẽ chạy mịn thử noi, nó không ảnh hưởng đến bốn lớp này luôn. Đấy, mình xóa lớp đầu đi, thành lớp 1 luôn, à thành bốn lớp cái cũ luôn. Đó, anh nhìn thấy chưa? Nó sẽ không còn đẹp như cái kia nữa. Đấy, cái này tại sao nhá? Bây giờ tại sao bước này mà cần như này? Bước này thì anh sẽ giảm công chat đi cho em này, giảm đó, giảm lumina đi này, color này. Đó. Đấy, anh nhìn chưa, nó còn rất ít đi này, còn ok này. Đấy, ta sẽ được một bước này, thấy chưa, nó sần sần đẹp chưa. Sần này mình chảy được ít tí là hết nhá. Đó, ok. Thế bây giờ sẽ chấm xử lý da như này thì nó sẽ đẹp hơn cái kia một ít. Em đang để 80 để đẩy, 80 căng quá, để 30 để cái mũi thẳng một tí nữa. Đó. Chấm thì em bình thường em để 28, 30 nữa là cần quá, để cho mũi này cần sáng lên một tí nữa này thì mũi nó mới căng được mặn.
nó để 28 chấm nhá. Bây giờ em sẽ để 25. Đấy, xử lý như này thì da nó vẫn đẹp. Mỗi cái nó một kiểu nhưng mà nó sẽ cầu kỳ, cái nào nó cũng cầu kỳ hơn, cái cầu kỳ hơn thì bao giờ nó cũng đẹp hơn. Nhưng mà nói chung là ảnh nhìn xa hoa nhìn gần, những cái phần này chi tiết này thì lúc in ra thì nó càng làm cho một ảnh mình nó sắc hơn, nét hơn một tí mà. Nhưng không sợ. Mình sợ nhất là mình ảnh bệt quá. Bệt quá thì nhìn nó xấu. Đấy. Đấy, cái bước này thì mình cái phần này mình không phải chấm nhiều nữa, mình chỉ lướt qua, như là nó mất mô thì mình lướt qua cho nó đều đều tí. Với cái cằm này thì chỉ cần anh để cao lên thì để em lên đây 80 nó đều hết, thì nó hết chân thì luôn đó. Đó chưa? Để 25 này lại chấm cái này đi kìa. Đó, thế là hết đó. Chấm. Tắc mình thì không phải làm bắt buộc phải để thế thôi, vì là nó anh làm khác nó sẽ biết hơn. Này phải chấm chỗ này này. Đấy. Anh để bé và anh chấm thì nhìn nó sẽ còn độ gai, xử lý còn độ gai nó nhiều hơn. Đấy, anh thích xử lý da như này thì anh sẽ xử lý da này, còn anh thích xử lý da giống cái kia thì làm giống cái kia. Thì bình thường thì em nó cái này không bị noi thì em sẽ vẫn xử lý theo cách như này hết. Chẳng qua nó cái này nó bị noi nhiều quá thì bắt buộc phải làm nó cầu kỳ hơn một tí. Và để quay cho anh hiểu nữa. Ok, như này thì nó sẽ thật hơn. Đó, phần váy nữa, cho sáng phần váy lên. Ba mươi vậy. 40. Đó, ok. Thế là xong, phần ngực của chú rể. Ok, bây giờ lưu lại. Ok, hết xong.